quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Với tiết trời nóng nực ở của mùa hè như thế này thì để giải khát một thức uống nào đó thì có lẽ là một sự lựa chọn rất là tối ưu. Và trong mùa hè thì rất là nhiều các loại nước để quý vị và các bạn lựa chọn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại trà đang được rất là yêu thích, đó là món trà vải hoa hồng. Và món trà vải được làm thế nào thì quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cả bạn Thanh Thúy nhé. Vâng, xin chào Thanh Thúy. Trong các loại trà của mùa hè thì có lẽ là rất là nhiều loại trà đúng không? Như trà đào này, trà vải. Thì nhưng mà hôm nay thì mình được biết là chị sẽ giới thiệu nó là trà vải hoa hồng. Thì nó như thế nào hả bạn? Thì phần trà vải hoa hồng này thì sẽ được ướp theo cái công thức là ướp trà lạnh. Thì nó sẽ làm cho cái vị trà của chúng ta được mượt mà hơn, nó thanh hơn và nó thơm rất là nhẹ nhàng chứ không bị gắt như dòng trà nóng. Tức là mờ thay rằng rằng là mọi người hay uống trà mà hay hãm bằng nước nóng luôn. Thì ở đây mình lại làm là trà ướp lạnh. Với công thức mà cái trà vải ướp lạnh này thì nó có khác biệt nhiều với cái công thức truyền thống làm trà vải hay là trà đào mà mọi người hay làm không? Nếu như để làm si dô vải thì nó sẽ có một cách để giữ cho cái miếng vải của chúng ta vẫn được giòn và trong. Và khi mà mình ướp cái trà vải này đối với trà hoa hồng nữa thì nó sẽ tạo nên là mùi thơm rất là sâu, cũng như là mình cần phải có thời gian, tức là ướp tối thiểu 12 tiếng đồng hồ trong tủ mát. Thì với công thức này khi mà mình áp dụng với trà vải thì mình có thể làm thành cái vị trà khác được không, như vẫn dùng công thức này hay chỉ được sử dụng được với trà vải thôi? Với công thức này thì cái trà vải của chúng ta thì sẽ là siro để tạo hương thơm. Còn đâu ướp cách ướp trà ấy thì chúng ta sẽ tùy theo cái loại trà mà mình yêu thích. Ví dụ như mình có thể sử dụng trà hoa cúc hay là trà đào hay là bất kỳ loại trà gì mà chúng ta yêu thích. Có thể áp dụng được là cái công thức mà hãm trà lạnh đúng không? Như Thúy vừa chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên liệu của món trà vải nhé. Thì bạn có thể giới thiệu nhỉ? Nguyên liệu thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có quả vải. Thứ hai nữa là mình sẽ có đường phèn. Chúng ta sử dụng đường phèn thì cái trà của mình sẽ ngọt thanh hơn. Tiếp theo là muối. Muối để mình cân bằng lại được cái vị ngọt. Trà hoa hồng, trà túy lọc và một chút lá dứa nữa để tạo hương thơm hơn cho trà vải. Có lẽ là mình vải thì mình sẽ lựa chọn những cái quả vải gọi là dày mình đúng không? Và hột nhỏ để cho cái miếng vải chúng ta khi mà thưởng thức với trà nó sẽ có độ giòn đúng không ạ? Thực ra thì chúng ta chỉ cần lựa chọn cái quả vải nó đã chín mọng là được. Thì để cho còn đâu cái độ giòn của vải thì mình lựa chọn cái vải mà nó càng ngon thì trà của chúng ta cũng sẽ càng ngon và càng thơm. Và để giữ được cái độ giòn của quả vải thì chúng ta sẽ phải sử dụng nước đá. Vừa làm cho độ giòn và vừa làm cho quả vải của chúng ta nó trắng đúng không ạ? Rồi, giờ chúng ta sẽ bắt tay đi vào để làm món trà vải hoa hồng nhé. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một nồi nước, sau đó mình đun sôi đun nước lên đi. Cái công đoạn trần vải này để có tác dụng là để giữ định hình của vải hay là như thế nào? Cái công đoạn trần vải này thì giúp vải nó sẽ bảo quản được lâu hơn. Nước trà của chúng ta sẽ để được lâu hơn và nó sẽ không bị lên men đúng không? Khi mà nước sôi lên thì chúng ta sẽ cho vải vào trần, sau đó thì mình sẽ tắt bếp và mình ủ trong khoảng 2 phút. Chúng ta không ủ quá lâu thì sẽ làm cho thịt vải bị nát. Và sẽ để này trong vòng 2 phút. Đúng rồi, chúng ta sẽ ăn vào 2 phút. Thịt vải ra để ráo. Mình lưu ý là thịt
thường thường nước vải nó sẽ đọng vào cái phần bên trong thì úp đúng không? Cho nước ở bên trong cái phần thân vải nó sẽ ra hết. Tiếp theo thì mình sẽ đun nước đường để mình ngâm vải. Thì chúng ta sẽ có tỷ lệ nước và đường 1:1. Bật bếp lên. Đường phèn. Mình sẽ sử dụng tất cả đường phèn đúng không? Mình sử dụng 100% đường phèn. Rồi cái độ ngọt đường phèn thanh hơn. Và nó sẽ không nóng bằng đường kính bình thường. Chúng ta sẽ cho thêm một chút muối. Sau đó thì mình sẽ cho đá dứa vào và đun cho vòng khoảng 5 đến 10 phút cho nước đường cô lạc lại. Và chúng ta sẽ để cho nguội. Và nếu mà để lạnh thì càng tốt. Sau đó thì mình sẽ ướp với vải mà đã để ráo nước rồi. Thì khi đó vải nó sẽ rất giữ được giòn. Còn nếu như mình ướp vải khi mà nước đường vẫn còn đang nóng thì sẽ bị mềm cái thịt vải đúng không? Tức là mình sẽ phải khô cái nước đường rồi cho nó hơi đặc tí hả? Đúng rồi, mình sẽ khô lại. Thì cái siro của chúng ta sẽ lưu giữ được lâu hơn. Còn nếu như mà chúng ta đun mà chưa đủ gọn đạt, cũng như là mình đun nước đường nó nhạt quá thì siro sẽ rất dễ bị lên men. Chua tan hết đường rồi, chúng ta sẽ cho lá dứa vào. Trong các loại trà này hay là thức uống hay là chè thì mọi người thường sử dụng lá dứa để cho cái vị tăng thêm vị thơm đúng không ạ? Nó có mùi thơm rất là tự nhiên. Và mình sẽ đun là vừa nhỏ trong khoảng 5 đến 10 phút. Sau khi mà chúng ta đã đun thì đủ độ đạt rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp và mình để cái nước đường này nó thật là nguội. Rồi thì chúng ta mới cho vải nó ngâm. Vậy trong thời gian mà chờ cho cái nước đường trong nguội thì vậy chuyển sang là công đoạn hướng dẫn là hãm trà lạnh nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang công đoạn hướng ướp trà lạnh. Thì nếu mà ướp trà lạnh thì chúng ta sẽ sử dụng 1 lít nước và 2 túi trà lọc. Mình sẽ cho túi trà lọc vào trong nước lọc. Sau đó thì mình sẽ cho thêm một vài hoa hồng nếu mà muốn trà có vị thơm của hoa. Thế đây chúng làm nước lọc để nguội bình thường đấy ạ nước. Đây là nước lọc để nguội bình thường thôi. Đó. Sau khi mà mình cho trà và nước rồi thì mình sẽ đậy thật kín cái ấu nước này và mình cất ở trong tủ mát từ 12 đến 24 tiếng để cho trà ngấm dần cái hương thơm ra thì chúng ta sẽ sử dụng được. Quay lại chúng ta mình sẽ cho trà để ngâm nước đường. Sau khi nước đường của chúng ta đã nguội rồi mình sẽ vớt lá dứa ra và mình cho vải ngâm. Cái thời gian ngâm vải nước đường này bao nhiêu lâu ạ? Vải và nước đường thì chúng ta sẽ ngâm trong 2 ngày là mình sẽ dùng được. Khi đó thì vải cùng với nước đường đã thấm. Khi đó thì thịt của vải đã thấm nước đường rồi và vải đã tiết ra mùi thơm cho đến phần siro của mình. Chúng ta sẽ bảo quản cái phần trà vải để cho ngăn mát thì nhé. Sau 2 ngày ngâm vải với nước đường thì mình sẽ được một bút siro như thế này. Và đây là trà sau khi chúng ta đã ngâm qua đêm ở trong ngăn mát thì nhé. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng cái nước trà của Toan Màu cũng đã rất đẹp rồi, kể cả vải đúng không ạ? Sau thời gian mà ngâm hai ngày thì nó cũng hình như là nó cũng ra cái màu vàng vàng của nước đường cũng như là trong vải của vải vậy. Về cái nước đường này nếu mà mình muốn màu nó đậm nó đẹp ấy, thì mình có thể thay một chút bằng đường thốt nốt hoặc là đường hoa mai. Có lẽ đến cái công đoạn mà thì sẽ hướng dẫn làm sao để cho chúng ta có một cốc trà vải nhé. Sau khi mà trà của chúng ta đã ngâm qua đêm rồi, ngâm lạnh qua đêm thì mình có thể sử dụng cái trà này để mình pha trực tiếp luôn. Sẽ lấy từ 3 đến 5 trái ạ.
Cái này mình thích ăn nhiều thì mình có thể cho đi. Với cái trà vải như này thì siro và đường này mình để chúng ta được lâu không hả? Khi mà ngâm siro vải thì chúng ta sẽ bảo quản trong tủ mát được 1 tháng. Và có một lưu ý là khi mà mình ngâm cái siro vải này thì chúng ta sẽ ngâm bằng cái hũ thật là sạch. Mình lau sạch, lau sạch rồi không được dính nước ngoài. Thì nếu như mà mình dính nước thì sẽ rất dễ nhiễm khuẩn và làm cho cái siro nó bị lên nhẹ. Chúng ta sẽ quấy đều trà cùng với siro. Với siro thì mình để được 1 tháng, còn trà thì khi nào mình sẽ uống hơn, đến đâu thì mình sẽ hãm đến đấy đúng không? Đúng rồi, mình sẽ hãm ngày hôm trước và hôm sau mình dùng hết luôn. Khi mà thưởng thức thì chúng ta sẽ cho thêm một chút đá vào. Mình sẽ cho thêm một chút đá dứa. Nhìn thấy này đã rất là muốn thưởng thức rồi các bạn, nhất là trong cái tiết trời mà nắng nóng và oi bức như thế này. Nhìn một cốc trà như thế này thì quý vị các bạn đã muốn thưởng thức ngay chưa ạ? Rất là thơm. Thơm của mùi vải này, như là mùi thanh thanh của lá dứa, mùi trà nữa. Vậy khi mà thưởng thức thì nó sẽ mang lại cái hương vị như thế nào vào trong cái tiết trời nóng nóng như thế này ạ? Đây là một thức uống mà giải nhiệt rất là tốt trong cái thời tiết nóng nực như thế này. Chúng ta có thể ngâm siro và mình bảo quản dần ở trong tủ mát, sau đó mình nếu như mà mình có nhu cầu tiếp đãi bạn bè hay là trà chiều hay là dành cho mình một thức uống thật là ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần pha trà cùng với siro vải thôi và thêm một chút topping quả vải nữa là mình đã được một thức uống rất là ngon và thanh mát rồi. Thứ hai nữa là khi mà mình gắn một chút quả vải thì nó ngọt dịu mà nó không bị gắt như là chúng ta ăn trực tiếp quả vải. Và ở đây là có các cái vị trà vải ướp cùng cả hoa hồng nữa, nó cho ra mùi rất là thơm thơm thoang thoảng, rất là nhẹ, rất là thích. Và tôi nghĩ rằng là với một cốc trà như này thì trong tiết trời mùa hè có lẽ là ai cũng muốn thưởng thức, và hy vọng rằng là quý vị các bạn có thể thực hiện món trà thơm ngon này thành công để có thể mời bạn bè cũng như là gia đình nhé. Một lần nữa thì cảm ơn Thanh Thúy và chúc cho bạn có thể có nhiều sức khỏe để có thể sáng tạo ra và có thể chế biến nhiều món ăn hơn nữa. Đến đây thì chương trình cũng kết thúc và cảm ơn quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.